9 tháng 10 ngày mang bụng bầu khiến hầu hết chị em đều gặp khó khăn với tư thế nằm để có được một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, dù có khó chịu đến mấy, mẹ cũng cần tránh xa những tư thế nằm dưới đây để không gây hại cho em bé đang phát triển trong bụng. 1. Nằm sấp. Đây là tư thế nằm mẹ bầu cần tránh trong thai kỳ bởi nó không chỉ khiến mẹ khó chịu mà còn gây tổn thương không ít cho thai nhi. Khi nằm sấp, các tĩnh mạch bị nén, gây cản trở lượng máu trở về tim. Điều này khiến mẹ bầu dễ rơi vào tình trạng khó chịu, buồn nôn, thậm chí tụt huyết áp. Huyết áp giảm làm cho lượng máu đến tử cung và máu lưu thông đến thai nhi cũng giảm theo. 2. Nằm ngửa. Ở 3 tháng giữa của thai kỳ, thai phụ không nên nằm ngửa vì tư thế nằm này sẽ làm tăng áp lực xuống phía sau của tử cung, làm giảm lượng máu dồn đến động mạch chủ. Do đó, tử cung sẽ bị thiếu máu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng và sự phát triển của bào thai trong bụng. Hơn nữa, tư thế nằm ngửa cũng khiến cho các chất độc hại khó được đào thải ra ngoài cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, thai phụ có thể gặp phải các triệu chứng đau thắt ngực, chóng mặt, tụt huyết áp, gây ngạt thai nhi và thậm chí là tử vong. 3. Nằm nghiêng về bên phải. Trước khi chào đời, thai nhi thường có xu hướng quay sang bên phải. Nếu thai phụ cũng nằm nghiêng sang phải, thì tử cung cũng nghiêng sang bên phải nhiều hơn, gây xoắn vặn mạch máu trong tử cung. Vì vậy, việc nằm nghiêng sang trái có thể cải thiện tình trạng trên và giúp máu lưu thông dễ dàng, thai nhi cũng không bị thiếu oxy. 4. Nằm sấp hoặc gục xuống bàn. Khi đi làm, vì mệt mỏi nên nhiều bà bầu hay có thói quen nằm gục xuống bàn để chợp mắt một lúc. Tuy nhiên, ít người biết rằng tư thế ngủ này sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi trong bụng. Khi nằm sấp khiến chức năng hô hấp của phổi sẽ bị giảm, cơ thể sẽ thiếu oxy và cơ chế thải carbon dioxide cũng bị cản trở, gây áp lực cho em bé trong bụng, từ đó dẫn đến tình trạng trẻ bị thiếu oxy. Vì vậy, các mẹ bầu làm văn phòng cần hết sức lưu ý, hãy tìm cho mình một chiếc gối đặt sau ghế để có thể ngả lưng mỗi khi mệt mỏi. Theo lời khuyên của bác sĩ, tốt nhất là bà bầu nên nằm nghiêng về phía bên trái vì những lý do sau. Nằm nghiêng về bên trái, bạn sẽ không gây ra bất cứ lực ép nào cho tim, khiến tim hoạt động được bình thường. Nằm nghiêng về bên trái giúp các bà bầu cũng dễ ngồi dậy và lực ép xuống vùng xương chậu khi trở mình cũng không quá nhiều. Nằm về bên trái còn giúp tăng lưu lượng máu đến tử cung và nhau thai, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho thai nhi. Giúp làm giảm giãn tĩnh mạch chân để ngăn ngừa sự hình thành của căn bệnh trĩ. Bên cạnh một chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, chế độ tập luyện thể dục điều độ khi mang thai, thì chuyện ngủ nghỉ của bà bầu cũng là một trong những vấn đề được quan tâm để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tư thế ngủ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé.